Chiếc lens này thực sự là con quái vật góc rộng của nhà Sony, Sony 11mm f1.8. Kể từ sau sự ra đời của chiếc lens 10-18mm f4 góc rộng này của Sony, thì mình đã phải chờ đợi 10 năm cho chiếc lens 11mm f1.8 này. Mình không thể nghĩ là Sony có thể tạo ra một chiếc lens vừa có một góc rộng này, khẩu thì rất là lớn 1.8 và độ nét của nó thì rất đáng kinh ngạc, thật không thể tin được. Các bạn hãy cùng xem qua một số video và ảnh chụp mình mới thực hiện trong thời gian vừa rồi nhé. Ở rất nhiều địa điểm du lịch, cũng như là mình có làm một cái job chụp ảnh cho khách hàng ở một quán cà phê rất là đẹp. Qua những cái đoạn video và ảnh chụp vừa rồi, chúng ta có thể thấy được chiếc lens này có thể phục vụ cho hàng tá công việc. Tất nhiên rồi, làm vlog, quay, chụp phong cảnh góc rộng, những địa điểm mà chúng ta muốn đưa tất cả cảnh vật vào khung hình, điều mà những chiếc lens 16mm hoặc cao hơn không thể làm được. Ngoài ra, nếu các bạn là một tín đồ yêu thích về chụp thiên văn, quay những cái không gian nội thất ô tô, hoặc là bạn là một vlogger ô tô, review về ô tô, sale bán ô tô, thì chiếc lens này đáp ứng nhu cầu cũng rất là tốt. Các bạn có thể xem cái đoạn video mình quay trong chiếc xe của mình, chụp kiến trúc nội ngoại thất nhà cửa. Thực sự nó đáp ứng được rất nhiều công việc. Ở giải tiêu cự với chiếc lens 11mm f1.8 này, chúng ta có chiếc lens nổi tiếng một thời ra đời 10 năm trước, 10-18 f4. Vẫn giữ nó bởi vì nó có chống zoom 10-20mm f4 power zoom và chiếc 11-20mm f2.8 của Tamron. Nhưng lý do lớn nhất mà mình xuống tiền để mua chiếc lens này bởi vì nó là lens fix một tiêu cự, khẩu thì rất là lớn 1.8, và trong cái phân khúc những cái lens góc rộng này, nó là con lens có khẩu lớn nhất. Về thân ngoài của lens thì làm bằng nhựa rất là nhẹ, 181g, sử dụng hoàn hảo với body crop và gimbal. Ở xung quanh thân lens chúng ta có nút gạt AF, MF rất là tiện lợi và một cái nút bấm hold MF chủ động. Các cái phím chức năng làm cho mình cảm thấy như đang cầm một chiếc lens phân khúc G của Sony có giá vài chục triệu cơ, nhưng chiếc lens này chỉ có giá 11 triệu. Và cái ưu điểm thứ hai của chiếc 11mm f1.8 này đó chính là công nghệ lấy nét. Sony 11mm f1.8 mang công nghệ lấy nét mới nhất của Sony, rất đáng tin cậy. Motor lấy nét của nó làm việc rất là im lặng. Ưu điểm lớn nhất khi quay video, những tiếng ồn từ motor lấy nét không nên có trong những cái video của bạn, nó rất là thiếu chuyên nghiệp. Và chiếc lens này đáp ứng được điều đó, nó AF hầu như không có tiếng động. Ngoài ra lens còn có một khoảng cách lấy nét đáng kinh ngạc, 12cm với manual focus và 15cm với autofocus. Có nghĩa là chúng ta có thể chụp ảnh sản phẩm hoa với tỷ lệ phóng đại tốt, ra những bức ảnh và video rất là thú vị. Và đây là một bức ảnh mình chụp một cái bức tượng bằng gỗ, nó rất là nhỏ đấy nhé. Bạn có thể nhìn kích thước của nó chỉ là một bức tượng để bàn thôi. Chụp với một khoảng cách gần ấy thì bức tượng nó được phóng đại lên, nhìn khá là thú vị. Cái ưu điểm thứ ba của chiếc lens này mà nhà Sony ra mắt thể hiện ở trên những cái đoạn video quảng cáo, dĩ nhiên rồi, nó hoạt động tốt trên cả body crop và body full frame.
Khi mà chúng ta lắp chiếc 11mm f1.8 này trên body full frame, bật chế độ crop mode, chúng ta sẽ có tiêu cự 16.5mm, vẫn rất là rộng. Với kinh nghiệm của mình, nếu bạn là một videographer, người hay quay video, bạn có thể hoàn toàn áp dụng chiếc 11mm f1.8 này trên body full frame quay video nhé. Tuy nhiên khi chụp ảnh ấy, chế độ crop mode bật lên, dung lượng của ảnh nó sẽ thu gọn lại và nó sẽ không được nét một cách hoàn hảo như những chiếc lens fix của full frame nhé. Bạn hoàn toàn có thể kết hợp lens này sử dụng chung với hai body crop và full frame như A73, A7C, A7S3 và rất nhiều body khác của Sony full frame để làm vlog và quay phong cảnh. Cái tiêu cự 16.5mm cũng là một tiêu cự rất là rộng. Ưu điểm thứ tư mà mình muốn kể đến ở chiếc lens này đó là nó khử viền tím rất là tốt, phải đến 90-95%. Và cái phần thấu kín của lens nó xử lý cái độ nét của bức ảnh toàn giải cả trung tâm cho đến rìa. Ưu điểm thứ năm chắc chắn là điều anh em đang quan tâm đúng không? Đó là về giá. 11 triệu cho lens mới. Đây là chiếc lens của mình phiên bản sách tay từ Mỹ, nó có giá 9 triệu. Cái giá của nó đánh bại các đối thủ cùng phân khúc. Ví dụ như chúng ta có thể thấy là Tamron 11-20mm f2.8, một chiếc lens góc rộng của nhà Tamron, có giá là 15.500.000. Sony 10-20mm f4 Power Zoom, chiếc lens này cũng khá là đỉnh đám, mới ra đời, thì nó có giá là 16 triệu. Và đặc biệt, chiếc Sony 10-18mm f4 này ra đời khá là lâu và đã có khá là nhiều phiên bản thì giá của nó vẫn rất là chát, 18 triệu mua mới. Và mình cũng chuẩn bị review cái lens này bởi vì mình sử dụng nó khá là nhiều và lâu rồi nhé. Các bạn có thể đăng ký kênh để xem mình review và mình sẽ làm một video so sánh độ nét của hai chiếc lens này. Vừa rồi là những ưu điểm của chiếc lens Sony 11mm f1.8. Nó vẫn có một số nhược điểm mà các bạn cần lưu ý trước khi xuống tiền để mua nhé. Có một cái nhược điểm nó cũng giống như tất cả các lens góc rộng khác thôi, đó là lens sẽ hơi bị biến dạng kiểu gương cầu lồi. Vì để đánh đổi góc rộng, tất cả các cái lens góc rộng mà mình vừa kể ở trên ấy, nó đều bị giãn khung hình ra. Nhưng mà hầu hết chỉ ở phần viền thôi nhé. Ở viền thì nó vẫn bị cong, hơi bị bẻ cong một chút. Để fix cái lỗi này ấy, nếu mà các bạn dùng edit video thì các bạn có thể dùng cái phần mềm DaVinci Resolve Studio bản trả phí nhé. Ở bản trả phí thì nó có cái chức năng nắn lại góc dành cho những cái lens góc rộng, nó sẽ chỉnh lại thành góc tiêu chuẩn, không bị méo nữa. Còn ở bản free thì nó không có chức năng này. Còn với ảnh chụp thì các bạn có thể sử dụng Photoshop để khử cái viền cong này. Nếu các bạn chụp những cái bức ảnh nó mang tính chất kỹ thuật, đòi hỏi chính xác kích thước của vật thể, công trình, nội thất, có thể sử dụng cái tính năng fix góc rộng này. Nếu mà các bạn chụp ảnh phong cảnh bình thường, chụp ảnh kể cả kiến trúc bình thường, mình không cần fix góc rộng mà mình gửi cho khách hàng, họ vẫn rất là ưng, không vấn đề gì. Điểm thứ hai mà chiếc lens này thua kém những người bạn khác cùng phân khúc đó là nó không có khả năng chống rung. Chiếc Sony 10-18mm f4 nó ra đời được 10 năm rồi mà nó vẫn có chống rung và công nghệ chống rung của nó cũng rất là tốt. Dĩ nhiên rồi, lens không có chống rung thì các bạn nên kết hợp với những body có khả năng chống rung, ví dụ như A6500, A6600. Và nếu các bạn sử dụng những máy có body không chống rung thì các bạn có thể kết hợp với gimbal. Chắc chắn là với những cái shot quay mà có mẫu và bạn di chuyển theo mẫu ấy, thì việc sử dụng gimbal là một điều bắt buộc khi các bạn quay những cái job mà phải di chuyển và follow theo mẫu. Vừa rồi là những cái ưu điểm và nhược điểm của chiếc lens Sony 11mm f1.8 này. Mình rất thích chiếc lens này vì cái tính nhỏ gọn của nó. Mình là một người ưu tiên độ nét và khẩu, và mình hay sử dụng máy có body chống rung và gimbal mình sử dụng rất là nhiều. So sánh thôi nhá, với những cái tiêu cự 16mm hoặc 18mm phổ thông mà chúng ta hay dùng với những chiếc lens zoom ấy, thì mình sẽ thay nó Sony kit lens mình đang để 16mm nhé. Và bây giờ mình sẽ thay vào để xem cái độ rộng của nó như thế nào. Khi mà mình thay thì các bạn có thể thấy khung cảnh nó rất là rộng, mình có thể lấy được toàn bộ cái background đằng sau. Điều mà cái lens kit này nếu mà mình muốn thực hiện ấy, mình muốn thực hiện bằng lens kit mà mình muốn quay được một cái góc giống như thế này ấy, thì mình phải để máy ở sát tường luôn. Và mỗi lần bấm nút quay là mình phải chạy ra đằng xa như kiểu và bấm nút. Nhưng mà với lens này mình chỉ cần để ở một khoảng cách một sải tay thôi, sự khác biệt khá là khổng lồ. Có một bức ảnh khi mà mình chụp ở trên thuyền, các bạn có thể xem nhé, mình chụp được toàn bộ cái phần núi và phần toàn bộ cái background. Khi mà đi du lịch chụp những bức ảnh đấy nó cảm thấy khá là phê, chúng ta có thể đăng lên mạng xã hội. Với góc hẹp hơn trên 16mm để chụp được bức này thì hầu như là không thể, bởi vì thuyền nó đã hẹp rồi, bạn không còn vị trí để mà lùi lại đằng sau nữa. Vừa rồi là phần review và đánh giá của mình về Sony 11mm F1.8, mà mình vẫn không thể nghĩ được Sony người ta đã đưa ra mắt một chiếc lens có góc rộng mà khẩu lớn như vậy. Độ nét thì rất là tốt, mình rất là thích chiếc lens này. Thế còn các bạn, ý kiến của các bạn thế nào? Hãy để lại phần comment bên dưới nhé. Video tiếp theo sẽ so sánh chiếc lens đó với Sony 10-18mm f4 này.
một chiếc lens mình cũng khá là ưa thích vì cái khả năng chống rung và góc rộng của nó. Các bạn hãy để lại comment ở bên dưới nhé. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký, nút chuông để theo dõi những cái video của mình review về lens, đồ quay phim, thiết bị quay phim nhé. Mình là LMB, xin chào và hẹn gặp lại. Có thấy nó xóa phông không? Có. Xóa mờ mịt luôn. Mờ mịt, đẹp phết. Bây giờ có thấy nó cái phông đằng sau này nó mở gì? Có. Phải thấy được cái phông để đánh giá phông. Có, phông mà đẹp. Rồi nhá, cứ để đi, mẹ để tôi chạy ra khỏi frame.